Jujutsu Kaisen Chap 268 đánh dấu sự thất bại của Sukuna và hé lộ một phần cuộc đối đầu giữa Hakari và Urahime. Mặc dù kết cục này có thể làm hài lòng một số độc giả, nhưng sự thật là không phải ai cũng đồng tình với nó. Và tôi cũng vậy. Chuỗi những trận chiến gay cấn giữa các chú thuật sư trong arc này cho thấy tác giả Gege Akutami đang gặp khó khăn trong việc phát triển cốt truyện, hay nói đúng hơn là đưa nó đến hồi kết. Và cuối cùng, sau 2 tuần chờ đợi ròng rã, chúng ta cũng được vén màn sự thật đằng sau sự hồi sinh của Yuta. Thế mà hồi trước cũng có nhiều ông cứ bảo là Yuta sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể thầy Gojo mãi mãi. Tôi cũng rất là tò mò muốn biết lý do là gì. Thôi thì vào luôn video trở nóng. Tiêu đề của chap được tác giả đặt là Examination, thường được hiểu là kiểm tra hay bài kiểm tra, nhưng ở đây có lẽ nghĩa chuẩn nhất là sự chất vấn. Thế là cũng đủ để mường tượng ra viễn cảnh chap này sẽ tràn ngập những màn hỏi đáp, giải thích liên tục rồi. Hơi ngoài lề chút, nhưng đây là một cách đặt title khá là tinh tế của Gege, rất sáng tạo. Cứ như là ông đang mượn hình tượng các nhân vật để đối thoại và giải thích các thắc mắc giữa một bên là cộng đồng người theo dõi, một bên là tác giả vậy. Chap 269 mở đầu bằng cảnh Mây Mây đang ở tại một cửa hàng kẹo nhỏ ở trên góc phố. Trông khá là bình yên đúng không? Nhưng mà đấy chỉ là sự bình yên trước cơn bão sắp đến mà thôi. Khi mà khung tranh tiếp theo mở ra cho chúng ta cảnh Maki đang của trách Yuta. Cô nói rằng, đừng nghĩ chỉ vì đã trở lại cơ thể của chính mình mà thế là xong chuyện. Điều thú vị là trên trán của Yuta cũng có một vết khâu nằm ngang giống y hệt với Kenjaku. Đây đã là đặc điểm nhận dạng quá đỗi phổ thông đối với thuật thức đổi não này. Megumi sau đó cố gắng chen vào cuộc trò chuyện. Maki cũng nhanh chóng tiếp lời cậu em. Megumi lúc này vẫn còn chưa tin vào mắt mình là cậu còn sống và đang đứng ở đây cùng với mọi người chính giây phút này. Đó cậu cảm thấy lâng lâng giống như tác dụng phụ đến từ lãnh địa của thầy gỗ vậy. Cậu cảm thấy bản thân nợ tất cả mọi người một lời xin lỗi, nhưng Maki cho rằng cậu chẳng làm gì sai cả. Dù gì như thế nào đi nữa, Megumi cũng chỉ là con người và việc cậu nhụt chí đến suýt chút nữa bóp cả tim vẫn là chấp nhận bỏ qua được. Ai cũng có những giây phút yếu lòng, nhưng ít nhất Megumi cũng đã tìm được ánh sáng để thoát khỏi thứ xiềng xích của nỗi đau và mặc cảm đó. Trong lúc Megumi còn đang chưa biết nói gì thêm thì Yuji bồi vào, nhưng em thì có thứ cần phải xin lỗi. Tới đây thì chưa kịp nói gì thêm, Kusakabe đã nhanh chóng nhảy vào cướp lời cậu. Ông thầy bắt đầu blame. Tất cả bắt đầu từ sai lầm của Gojo khi cậu ta tha mạng cho Itadori. Còn Yuji cũng chỉ là nạn nhân trong trò chơi khủng bố chú thuật của Kenjaku. Nhân tiện, ban đầu tôi ủng hộ việc xử tử Itadori, nếu không phải vì hiệu trưởng Yaga, tôi sẽ không bao giờ có mặt ở đây. Nếu nhìn nhận theo góc nhìn của Kusakabe, thì một phần nào đó nhận định này là đúng. Vì nếu ngay từ đầu Gojo dứt khoát hơn, thì giờ chúng ta cũng đã chẳng có chuyện để đọc với hóng hớt rồi. Nói chung là tôi vẫn có thể thông cảm được cho Kusakabe ở khoản này. Tuy vậy thì ông thầy này cũng rất biết cách vừa đấm vừa xoa. Tôi không nghĩ điều đó là gì sai trái cả. Mỗi sự thật giống như một tấm thảm đẹp được dệt lại với nhau để tạo nên hiện tại. Vì thế các cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi về bất cứ điều gì. Thật đấy, các nhóc hãy cứ xử phù hợp với lứa tuổi của mình đi. Các cậu đang khiến chúng tôi, những người lớn tuổi, cảm thấy khó xử lắm đấy. Chúng ta tới đây càng thấy rõ được bản chất thẳng thắn của Kusakabe. Chuyện nào ra chuyện đó rõ ràng. Dù có như thế nào đi nữa thì ông vẫn cảm thấy có trách nhiệm với học sinh của mình. Vì dù sao 80-90% nhân lực chính góp phần vào cuộc chiến này toàn là học sinh của hai trường chủ thuật. Dù cách nói của Kusakabe có thể không thực sự được dễ vào tai cho lắm, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để ông thể hiện tấm lòng của một người thầy. Trang tiếp theo mở ra thứ được nhiều độc giả quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là làm thế nào mà Yuta có thể quay trở lại cơ thể. Và câu trả lời chính là Rika. Yuta ban đầu tưởng rằng mối liên kết giữa bọn họ đã bị đứt đoạn khi cô ấy không đi cùng với cậu và cơ thể của thầy Gojo. Nhưng trên thực tế, cảnh Rika ôm xác của Yuta thực chất là cô nguyên hồn năng cố phục hồi và duy trì cái xác bằng phản chuyển, kết hợp với phản chuyển của cả Shoko. Một điều nữa mà đến cả Mây Mây cũng phải thừa nhận, đó chính là việc tính toán về thời gian cũng như cách thức hoạt động của thuật thức đổi xác cướp được từ Kenjaku. Họ đã hơi đánh liều khi cho rằng thuật thức của Kenjaku sẽ tiếp tục được duy trì kể cả khi lãnh địa của Yuta đã cạn kiệt. Tới đây Mây Mây cũng tiết lộ có thể là chính xác về thuật đổi xác của Kenjaku. Nếu thực sự thuật thức này không thể duy trì vĩnh viễn như vậy, thì dễ có thể nó phải được duy trì bằng một loại kết giới thuật đặc biệt nào đó. Tất nhiên với một kẻ đã sống cả ngàn năm thì việc này sẽ là vô cùng đơn giản so với một người dùng hàng copy mà còn chưa đọc hướng dẫn sử dụng. May mắn là sau khi thuật thức được hồi phục,
dù ta đã có thể kết nối lại với thiết bị lưu trữ thuật thức ngoại vi của mình. Ở đây chính là Rika-chan. Và từ đó, với sự góp sức của ông bà tổ tiên Độ, Yuta đã thành công trở về với thân xác của mình. Tuy nhiên, Yuta vẫn cảm thấy cậu nợ mọi người một lời xin lỗi. Maki vẫn vô cùng phũ phàng, chẳng hề quan tâm thằng bạn thân cảm thấy có lỗi gì hết. Cô lập tức blame Yuta vì cái tội không chịu nghiêm túc ngay từ đầu. Và như vậy thì họ đã có thể giành chiến thắng dễ dàng hơn một chút rồi. Ủa, thế hóa ra từ đầu Yuta không nghiêm túc à? Thế nếu ông thần này nghiêm túc hẳn từ đầu thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Tự nhiên tôi thấy thắc mắc ở cái đoạn này đấy. Như thế mà cũng chưa nghiêm túc thì chắc Maki đã phải từng chứng kiến Yuta thực sự nghiêm túc, nó sẽ kinh khủng như thế nào rồi chăng? Nhưng nói gì thì nói, trách ai thì trách, Maki vẫn cảm thấy bản thân có một phần lỗi trong chiến dịch lần này. Cô cho rằng bản thân đáng lẽ phải là người phục kích Kenchaku, còn Higuruma đáng lẽ phải là người có máy ghi âm của Inumaki. Như vậy, chiến thắng sẽ dễ dàng hơn với plan xử hình nhân kiếm. Tới đây chúng ta sẽ tiếp tục được Gege giải thích về cách hoạt động của chú ngôn phiên bản Bluetooth. Một điều phải biết về chú ngôn là nó không thể được kích hoạt nhiều lần liên tiếp cùng một lúc, hay rõ hơn là không thể có hai chú ngôn cùng xuất ra từ Thoge cùng lúc. Vì vậy, một khi chiếc băng ghi âm chứa chú ngôn của Thoge chưa được sử dụng, thì nó vẫn sẽ được tính là chú ngôn đang được sử dụng. Từ đây suy ra chỉ có thể thu duy nhất một chiếc băng ghi âm chú ngôn có thể hoạt động được. Hết Maki lại đến lượt Thô Đô. Anh nói rằng bất nghĩa du hí không nhận diện được Maki để dịch chuyển, vì cơ bản cô chẳng có chú lực. Vì vậy việc đánh cược tất cả vào Yuta chẳng khác nào chơi tài xỉu. Hơn nữa Yuta và Rika là yếu tố cần thiết để ngăn chặn các nguyên hồn bị phóng thích sau cái chết của Kenchaku. Chưa kể, Panda còn nói thêm, cho rằng sử dụng cuộn băng chú ngôn của Thoge vào thời điểm đó là sáng suốt. Vì nếu dùng nó vào thời điểm Sukuna vẫn còn sung sức, thì chắc chắn Thoge sẽ phải bỏ mạng do sự phản phệ từ thuật thức. Tới đây, Higuruma cũng nhận định thêm rằng, Sukuna lúc đó chỉ đang chơi đùa với mình, nên anh mới có thể giữ chân hắn được một thời gian. Anh tiết lộ chính mình là người đã nghĩ ra kế hoạch sử dụng cái máy ghi âm bên trong lãnh địa của Yuta, nơi không có ai đủ sức can thiệp được vào. Vì cơ bản đó là bất khả thi nếu sử dụng trong lãnh địa của anh, khi mọi loại bạo lực bị ngăn cấm. Nói gì thì nói, dù có nhận lỗi một phần về phía mình, nhưng đó là quá xuất sắc với một kẻ chỉ mới tiếp xúc được với chú thuật được 2 tháng. Ngay cả Kusakabe cũng phải công nhận điều này. Maki vẫn có vẻ chưa nguôi giận cho lắm, cô tiếp tục chỉ trích, cho rằng mọi thứ sẽ khác nếu Miguel lẫn Laro ở đó ngay từ đầu, và lần này cô đã nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người. Họ cùng nhìn Yuta với ánh mắt sắc bén và nói, đúng vậy. Nhưng Yuta cũng chẳng thể ngờ rằng là họ sẽ đến giúp thật, vì ban đầu cũng từ chối khá thẳng thắn, nên cậu phải dùng các kế hoạch kia trước. Yuji sau đó cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác để Maki không cảm giảm cậu bạn Yuta thêm. Tới đây, chúng ta lại biết thêm một thông tin khá thú vị. Đó là đôi găng tay mà Yuji có chính là chú cụ của Yuta. Tưởng xoa dịu được bầu không khí, ai dè còn bị Maki chửi cho thêm. Cay thật. Chúng ta lại được cung cấp thêm vài phân phách từ Hakari, rằng hóa ra từ trước đến nay, mọi người đều quan sát trận chiến từ bên trong Rika. Hỏi sao mà họ có thể xuất hiện một cách biến ảo như vậy ngay sau khi thầy gỗ nằm xuống. Thodo cũng đề cập đến việc bản thân mình cũng có lỗi vì không thể cứu Yuji và Choso khỏi lãnh địa của Sukuna. Thodo nói rằng chú lực của Sukuna quá mạnh ở trung tâm lãnh địa, khiến việc nhận diện chú lực của cả hai trở nên rất khó khăn. Maki lúc này tiếp tục nhận lỗi. Cô cũng không hẳn muốn đổ lỗi hoàn toàn cho Yuta hay bất cứ điều gì, vì bản thân cũng đã hứng chọn hai đòn hắc thiểm của Sukuna giúp cho hắn phục hồi được thuật thức. Panda và Inumaki nghe xong cũng chỉ biết cười khúc khích trong góc phòng. Quê chứ ê kéo dài. Tới đây thì cả Miwa, Momo, Hakari rồi đến cả Nobara cũng đều nhận phần nào lỗi về mình. Họ đều cảm thấy bản thân không hỗ trợ được gì nhiều trong chiến dịch lần này. Mặc dù Hakari hay Nobara đều là những quân bài quan trọng không kém cạnh gì những nhân tố khác. Ai ai cũng cảm thấy mặc cảm về bản thân, chả ai nhận công lao về mình. Thế thì phải để Uiui đứng ra tự nhận thôi. Cu cậu tự xin luôn slot MVP của trận này. Kirara có vẻ hơi chối tai với cậu nhóc, nên liền vặn vẹo cho cậu nhóc hạ cái tôi của mình xuống. Ai dè cô không biết rằng, người nặng cân thì chỉ có quyền được cầm nín. Một pha body Samsung rất mượt đến từ Uiui. Đúng là chị nào em nấy, miệng lưỡi nó cứ như lươn vậy. Tạm dừng ở đây một chút. Vậy như các bạn có thể thấy, đây là một cuộc hội thoại được sắp xếp vô cùng tinh tế của Gege. Nhìn qua thì đơn giản chỉ là một cuộc họp chất vấn, nhìn nhận và tổng kết lại những gì họ đã và chưa làm được sau cuộc chiến căng hơn cả dây đàn vừa rồi. Hai cháp trước còn đang cận kề ranh giới sinh tử,
mà giờ đã có thể thản nhiên ngồi bờ lên với nhận lỗi, thậm chí còn hơi đùa cợt một chút về công lao cũng như lỗi lầm của nhau. Các bạn thấy đó, chú thuật sư đúng là cái nghề chỉ dành cho những kẻ mang thần kinh thép, hay đúng hơn chút là đầu óc nó phải hơi điên một tí thì mới làm được, chứ mà lúc nào cũng ngây thơ vô sở tội thì chỉ có mà chết thảm. Đối mặt với Nguyễn Vương, kẻ danh xưng là mạnh nhất lịch sử chủ thuật, thế mà chẳng ai bàn gì về cái chết của lão cả. Đúng là tôi nói chả sai, Sukuna chết lãng xẹt. Cái chết của hắn thậm chí còn chả để lại tí kết tủa nào trong lòng các chú thuật sư. Đây là một điểm hơi đáng tiếc trong việc xây dựng tên phản diện này, thứ mà tôi đến giờ vẫn giữ vững quan điểm là chưa xuất sắc. Quay trở lại câu chuyện, tới đây sẽ là một phần thông tin khá mới nữa, nhằm thông não một chút cho độc giả về giản dị lãnh địa cũng như trường phái Tân Nâm Lưu. Kusakabe hỏi Mei Mei ở hậu trường để làm gì, trong khi em trai mình phải ra ngoài đối mặt với nguy hiểm như vậy. Mei Mei nói mạng sống của cô không thể đánh đổi bằng tiền bạc, và cái gì không mua được bằng tiền thì không đáng phải liều mạng. Cũng đúng, Uiui cũng nói đỡ ngay cho chị, rằng Mei Mei ở lại để giải quyết một số thứ liên quan đến Tân Âm Lưu, và qua lời Hakari thì chính xác hơn là về lời thề ràng buộc, cấm giản dị lãnh địa được dạy cho người ngoài. Như chúng ta đã biết và được Kusakabe giải thích lại, người sáng lập Ashiya Sadatsuna đặt ra một lời thề ràng buộc để ngăn chặn nó bị rò rỉ ra ngoài cho những người sử dụng khác. Những người khác ở đây theo đúng mục đích của Ashiya Sadatsuna chính là các chú nguyền sư. Nhưng cũng chính vì lời thề ràng buộc này mà dần dần qua các thế hệ, trường phái Tân Âm Lưu trở nên phai nhòa theo thời gian và trở thành một bí mật được thương mại hóa. Nếu bạn chơi game thì sẽ hiểu đây là pay to win, nạp tiền vào để được nhận skill. Những người đứng đầu nắm giữ trường phái Tân Âm Lưu đã sử dụng nó như một cách để kinh doanh dựa trên thuật thức bí truyền này. Họ thừa hiểu rằng đối với những kẻ không sở hữu sinh đắc thuật thức thì trường phái Tân Âm Lưu là một thứ nền tảng vô cùng hữu dụng. Họ chiêu mộ học sinh, mời họ tham gia vào trường phái, nhưng đổi lại là họ phải thực hiện một số lời thề ràng buộc vô lý. Ví dụ như là phải tuân theo và chấp nhận mệnh lệnh của trưởng phái nếu họ được yêu cầu huy động. Một tin đồn khác nữa chính là người đứng đầu trường phái Tân Âm Lưu sẽ hấp thụ tuổi thọ của các học viên. Cái này Mei Mei có giải thích nó giống như một lời nguyền hơn là một thuật thức hay lời thề ràng buộc khi sử dụng Tân Âm Lưu. Bí ẩn hơn nữa là tới nay chẳng ai biết trưởng môn phái này là ai, chỉ biết là nếu trưởng phái chết thì học viên ưu tú nhất sẽ được kế nhiệm vị trí này, và tất nhiên là mọi thứ trưởng phái đời trước biết đời sau cũng sẽ được biết. Đột nhiên Kusakabe giải thích, chỉ có trưởng phái mới hủy bỏ được lời thề ràng buộc, và theo những gì anh được biết thì chẳng học viên nào biết về danh tính của trưởng phái. Tới đây là đã thấy nghi nghi rồi. Hóa ra bố Kusakabe là trưởng phái mới của giáo hội này. Tiện thể còn confirm luôn là mấy vụ tin đồn đó đã được dẹp bỏ. Mây mây với bản chất là con dân business thứ thiệt, lập tức nghĩ ngay đến việc Uiui tương lai trở thành trưởng phái tiếp theo, ôm ngay khoản học phí kích xù từ lũ học viên. Ngồi không nắm mắt, thu phí về, đúng là làm giàu không hề khó. Và đó cũng là kết thúc của phần chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chú thuật sư. Mọi thứ như được kết nối và trở lại với khung cảnh đầu tiên của chương truyện. Có vẻ như việc giải quyết vấn đề về lời thề ràng buộc mà Mei Mei bảo mình phải đi take care chính là sự kiện này. Kusakabe đột nhiên lên làm trưởng phái Tân Âm Lưu không phải tự nhiên mà được. Tất cả đều đã được trị đẹp sắp đặt từ đầu. Câu nói bao nhiêu khởi đầu cho chương truyện của Mei Mei không phải để hỏi giá cho thanh kẹo mà cô mua, mà là hỏi giá cho mạng sống của bà lão. Lão bà lúc này cũng đã ngờ ngợ, nhận ra mình đã bị phát hiện. Bà không hiểu nổi tại sao Mei Mei lại có thể tìm ra mình. Vỏ bọc của bà là quá hoàn hảo. Nhưng một khi nhận ra được nguồn thông tin quá đối uy tín mang tên là Tengen của Mei Mei, lão bà đã phải đổ mồ hôi hột. Cũng chính thông qua Tengen, Mei Mei đã biết bí mật của lão cũng như dự định tạo ra một đội quân để sánh ngang hay thậm chí là áp đảo sức mạnh của Ngự Tam gia. Và lớn hơn cả, chính là ngồi lên cái ghế của kẻ cai trị và thao túng toàn bộ thế giới chú thuật. Quả thật, vị cựu trưởng phái Tân Âm Lưu này hẳn đã có một tầm nhìn lớn lao đến mức sẵn sàng ủ mưu án minh bất động đến cả vô số năm, rút cạn tuổi thọ của các đệ tử để duy trì tuổi thọ của mình. Và đến lúc này khi tộc Zenin thì bị tuyệt diệt, tộc Kamo và Gojo cũng đang trên bờ vực suy vong sau đại chiến vừa qua, thì đây quả thật là một thời khắc quá đỗi thích hợp để lật đổ đế chế cũ, xây dựng đế chế ước mơ của mình. Quả là một tham vọng lớn đến mức mà ngay cả tiền bạc cũng không thể đánh đổi. Tuy nhiên, một số thứ quan trọng hơn tiền bạc
vẫn cần tiền để bảo vệ. Nếu giản dị lãnh địa không bị độc quyền thì đã có thêm nhiều cho thuật sư có thể sống sót. Nhưng đó không phải tất cả. Thứ quan trọng hơn vẫn chính là việc lão bà bà dám động vào em trai của chị. Chỉ đó thôi đã đủ để mây mây tìm đến tận đây. Và như tôi đã nói ở trên, lão bà giờ đây cũng chỉ là cựu trưởng phái Tân Âm Lưu mà thôi. Kết thúc chap 269, tuần sau vẫn có chap mới đấy. Chap đầu tiên trong 3 chap cuối cùng của Jujutsu Kaisen dường như là tổ hợp toàn bộ lời giải đáp cho gần như 60-70% thắc mắc của chúng ta về toàn bộ diễn biến của cả trận chiến với Sukuna. Tôi cảm giác ghê làm như vậy, như đang cố làm nguội lòng fan của mình trên toàn thế giới. Nói đúng hơn, đây chính là một màn Q&A nhẹ nhàng dành cho độc giả. Thôi thì hãy cùng mong chờ trong những chap tới, chúng ta sẽ được nghe nốt phần giải thích còn lại cho những vấn đề còn tồn đọng trước khi bộ truyện này đi tới hồi kết. Các bạn nghĩ sao về chap này? Nó đã thỏa mãn được những thắc mắc của các bạn chưa? Riêng tôi thì chưa đâu đấy. Nên các bạn cứ mạnh dạn comment xuống phía dưới để cùng bàn luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy video này hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm vào nút subscribe để theo dõi truyền thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!